Good evening, everyone. Thank you so much for joining us in this important online forum addressing one of the most important aspects of our lives, which is housing. As we all know, COVID-19 pandemic is like a tsunami hitting all of us, all aspects of our lives all at once. And so all of us are hurting and we need to come together, band together, to survive this and move on and rebuild our lives. We are grateful for the leadership of Santa Clara County as well as San Jose City in coming up with ways to help the resident. Tonight we're gonna be talking in both in English and Vietnamese and going back and forth. So sometimes that could be a little bit overwhelming and kind of like information overloading for me. So please forgive me for missing something or going back. I'm gonna say something in Vietnamese and then we can move forward with the presentation and the introduction. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin xin rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình hội thảo tối nay về đề tài nhà ở, tiền thuê và những vấn đề gia cư khác trong thời đại dịch coronavirus COVID-19. Và thưa quý vị, để dành thời gian cho phần hỏi đáp thì chúng tôi biết quý vị đến với chương trình hôm nay, quý vị có rất nhiều những câu hỏi, những ưu tư băn khoăn trăn trở muốn chia sẻ. Thành ra để cho ngắn gọn thì trong những phần sau chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà hoặc là nói tiếng Anh hoặc là nói tiếng Việt, làm sao mà quý vị vẫn có thể hiểu được, vẫn theo dõi được chương trình mà chúng ta không cần phải lặp lại hai thứ tiếng ở mỗi vấn đề, để cho chúng ta có thể có một cái chương trình nó ngắn gọn hơn quý vị nha. And tonight we are very honored. Oh, here's the agenda. Chương trình của chúng ta như thế này: introduction, updates, Q&A. Và xin quý vị đặt câu hỏi trong cái phần comments, chúng tôi sẽ thấy được những câu hỏi của quý vị và sẽ trả lời cho quý vị. Chúng tôi dự định là phần introduction, phần giới thiệu và phần cập nhật thông tin sẽ chỉ chừng khoảng nửa tiếng, và sau đó một tiếng đồng hồ còn lại sẽ là cho phần hỏi đáp quý vị nha. Q&A will be about 60 minutes, introductions and updates will be about 30 minutes. So tonight, we are very, very honored to have such a great panel here, starting with Mr. Dave Cortese, who is the County Supervisor of Santa Clara County in District 3. Can we move to the next slide, please? So I'm Quinn, and I will be the moderator. And then the next slide is Mr. Dave Cortese, who is the County Supervisor. Ông Dave Cortese là giám sát viên của quận hạt Santa Clara và khu vực 3. Next one is Ms. Vivian Nguyen, who is the Policy Analyst from the City of San Jose. Cô Vivian Nguyen từ Bộ Gia cư của thành phố San Jose. Next one, Mr. Kenneth Tejada, Staff Attorney from Asian Law Alliance. Ông Kenneth Tejada từ cơ quan Asian Law Alliance, tức là Hội Luật gia Á Châu. And the next one is Ms. Lara Venner, Staff Attorney from Bay Area Legal Aid. For Lara Venner, là luật sư ở cơ quan Bay Area Legal Aid, là một trong ba cơ quan mà chuyên lo về các vấn đề pháp lý giúp đỡ cho cộng đồng. Next one, và anh Michael Trujillo cũng là Staff Attorney, cũng là luật sư ở cơ quan Law Foundation of Silicon Valley. He's also a lawyer. So all three people, Mr. Tejada, Mr. Trujillo, and Ms. Lara Verwer are all attorneys who can help us, okay? Am I missing anybody? And Vivian is from the city, and Dave Cortese is from the county. Okay. So next, we're going to go into the second section, which is the panelists will give us some updates about the situations with all the issues related to housing. And also, they will also say a few things about their agencies. And at the very end,
we will see a video that summarizes the eviction moratorium, and that will be in Vietnamese. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến phần thứ hai là cập nhật thông tin, thì chúng tôi đầu tiên sẽ xin mời ông Dave Cortese, đại diện County nói, xong đến cô Vivian Nguyễn, đại diện City, và sau đó là ba vị luật sư từ ba cơ quan sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin mới nhất về những vấn đề liên quan, những chính sách, những vấn đề liên quan đến các vấn đề gia cư, vấn đề nhà ở, tiền thuê để giúp đỡ cho chúng ta. Và ba người luật sư từ ba cơ quan họ cũng sẽ giới thiệu sơ qua về những chương trình, những dịch vụ của cơ quan của họ, và phần cuối và cuối đó là chúng ta sẽ có xem một cuốn video ngắn nói về tóm tắt về cái luật mà eviction moratorium, tức là lệnh cấm không được đuổi, do county và city thông qua. Xin kính mời quý vị theo dõi. Dave, Mr. Cortese, could you please start the update? Thank you. Well, thank you very much, Quinn, and thanks to ICANN, and thank you for assembling this great panel. I'm an attorney by training, and I used to practice law regularly at one time. Now, of course, you know, I'm on the Santa Clara County Board of Supervisors, and I was on the City Council and served as Vice Mayor. These are very full-time jobs, right? Mm-hmm. Yes. We were on a Board of Supervisors Zoom meeting today for hours, you know, from 9:30 in the morning until very, very late in the afternoon, just a little while ago. So I don't, I don't practice law regularly in the real estate field anymore, but you have a great panel of folks here that can help us, and I'm sure they'll be able to answer some questions for people, you know, better than I can, which is a relief to me. But let me talk about the eviction moratorium that the county put in place. I'm reading media reports and other things that indicate, you know, that there's a little bit of confusion out there. First of all, one area of confusion I want to clear up is the county of Santa Clara, even though we have a county government that's separate from city governments, you know, separate from Mountain View or Sunnyvale or Milpitas or San Jose, we have the jurisdiction to, under the public health orders and you know, through our own actions, to regulate this area of evictions in our own county, regardless of what the state of California is doing. So that is my understanding as to what we took up as a Board of Supervisors back on Tuesday, March 29th, just a couple weeks back. And you know, it was at that time that in response to the COVID-19 emergency, as well as the knowledge that we have a declared housing emergency in this county as well. That was already happening even before COVID, that we needed to keep acting, and there's vulnerable people out there that we need to protect. So who does this eviction moratorium protect? Well, it's a temporary freeze on evictions to make sure that anyone who rents in Santa Clara County and can't pay the rent right now, or can't pay all of the rent, can't be kicked out of their home. They cannot. And it's not just homes, it's residential, it's small businesses and nonprofit renters throughout the county. The ordinance we adopted on March 29th officially, it'll run out through May 31st. And as I alluded to, it applies to all 15 cities and towns in Santa Clara County, and protects all those categories of renters. It's possible that it'll be extended beyond May 31st. That's really more of a function of what we're all trying to figure out, including even the public health officer, which is how long is this very insidious, ghost-like virus going to be circulating among us and you know, creating problems, in terms of significant illness and of course, even death. We've seen those numbers. So until we see some changes in the incidence of infection and mortality and better testing that doesn't exist right now, the County Board of Supervisors, I can assure you, will continue to take actions to protect the most vulnerable in the community. This ordinance, as I started to say, applies to every residential small business tenant in Santa Clara County and prohibits evictions for non-payment
of rent and no-fault evictions. Now, we've talked about this before in different forums, but the ordinance does not relieve tenants ultimately of paying their rent entirely. So that gets confusing, I think, for a tenant. Well, if I can't be evicted, that must mean I don't have to pay my rent. No, you do eventually have to pay your rent. You should be trying to pay it now, and you should continue to pay it if you can. What it's doing is just saying that for non-payment of rent right now, you're not going to be put out on the street in the middle of this pandemic. That's really what's happening, and we can talk about that more later. But the other thing that's a little confusing, or an important detail at least, is that tenants are required to document that they have a loss of income, including, you know, an inability to work because of sudden childcare obligations that they didn't have before, for example, because of school closures. But there has to be some impact or medical expense related to COVID-19, and that has to be asserted. And again, the attorneys might want to talk about that a little bit more, but it has to be proactive. You have to tell the landlord. You can't just keep the landlord guessing as to whether or not you're impacted. You have to tell your landlord you're impacted, and that should be done, you know, in a very business-like fashion. So you may be required to provide documents or evidence like medical expenses or letters from employers or bank statements or paycheck stubs or even a letter from your school district saying that it's closed. But those are things landlords have a right, you know, to demand under this ordinance, the way it's written. It's intended to be fair, not to take money away from landlords permanently, or not to create fraud. Obviously, we don't want people making believe, you know, a fantasy that they have an impact in their case that caused them not to be able to pay rent, when in fact they really could. So I think it's designed well enough to navigate all of those rules. That's much of what I wanted to say. I think I should leave something here for, you know, details and frequently asked questions and yes, all of that. So I'll stop there. But the most important thing I want to say in conclusion is we're grateful for the cooperation of all the people in this county, the 2 million people in this county, whether they're landlords or tenants, or whether people who are essential workers or non-essential workers, people with families or people who are single. And people have just fundamentally been very harmonious about their approach to all of these new rules. And we are very grateful, and the Board of Supervisors is working very hard to try to be fair to everyone. I think you're muted. Xin lỗi. Yeah, thank you, Mr. Cortese. I'm just gonna briefly translate what you said. You said a lot of information, but I think you know, representatives from the three legal agencies can help catch up on some of that. Dạ thưa quý vị, thì Quyên xin được vắn tắt xem thông dịch lại những gì ông Dave Cortese vừa nói. Tôi trước nhất là ông rất là cảm ơn tất cả sự hợp tác của 2 triệu người cư dân của quận hạt Santa Clara đã giúp cho tất cả chúng ta có được cái tình hình sức khỏe của chúng ta rất là khả quan so với những nơi khác trên toàn nước Mỹ. Thế thì ông Dave Cortese có nói là cái quận hạt county này đó là tuy là cấp bậc chính quyền của county và chính quyền của thành phố có những cái mà gọi là độc lập với nhau, nhưng mà về mặt sức khỏe công cộng public health á, thì county có quyền cai quản quản lý tất cả 15 thành phố trong quận hạt county này, và vì vậy họ chịu trách nhiệm cho sự gọi như là sự cái well-being, cái sức khỏe và cái tình hình cái cuộc sống, chất lượng cuộc sống của bà con chúng ta. Vì vậy ngày 29 tháng 3 họ đã ra một cái lệnh là cấm không được đuổi, và lệnh này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 5. Có thể là sẽ gia hạn, có thể không, mình chưa biết. Nhưng mà cái lệnh này đó là nói chung là giúp cho mọi người mà hiện đang thuê mướn đó, hoặc là mướn nhà ở hay là mướn tiệm để làm việc, hay là mướn văn phòng để làm việc, hay là ngay cả những hội đoàn non-profit, những hội đoàn từ thiện, mướn văn phòng cũng đều được gọi là
chủ đất, chủ nhà đó không được đuổi mình ra nếu mình vì vấn đề lý do là tại vì cái đại dịch COVID-19 này mà mình bị thất thu, mình bị thất nghiệp, mình bị mất việc, hay là mình không được đi làm được tại vì trường đóng cửa, ở phải ở nhà nuôi con cho nên không có tiền. Thì nếu mà mình không có tiền thì trong cái giai đoạn mà cái dịch còn đang chưa có ngã ngũ như thế này thì người ta không ai được quyền đuổi mình ra hết. Tuy nhiên, ông David Tizzi nhấn mạnh là mình phải nhớ đây có nghĩa là mình không chưa cần phải trả, nhưng mà có nghĩa là không phải trả. Mình phải trả hết dịch rồi, mình phải trả cái số tiền này. Cho nên quý vị cẩn thận và quý vị lưu tâm về cái sự khác biệt này. Ông nói rất là rõ ràng. Tại vì mình phải coi như mình phải công bằng, mình không có trả tiền cho người chủ nhà thì mình không trả liền, nhưng mà mình cũng phải trả chứ mình không có được gọi là cắt đứt hoàn toàn. Thế thì bây giờ chúng tôi xin mời tới cô Vivian Nguyễn là đại diện của Bộ Gia cư thành phố San Jose sẽ chia sẻ cho chúng ta biết một số điều về một số thông tin về cái đạo luật cấm đuổi người mướn nhà của thành phố và những cái chính sách khác của thành phố. Thank you. I'm not gonna move to Ms. Vivian Nguyễn from the City of San Jose Housing Department to share with us some updates. Vivian? Hi everyone, my name is Vivian. I am with the City of San Jose's Housing Department. I'm very pleased to be here today to share with you some of the information regarding two action items. The first one is the moratorium on evictions, and the second issue that is being considered is the moratorium on rent increases. And so I'll get into that a little bit in a second. Xin chào quý vị, đây là Vivian từ Bộ Di cư của thành phố San Jose. Vivian rất hân hạnh là được có thể nói chuyện với quý vị về hai cái đạo luật mà thành phố San Jose đã ban qua và sắp sửa suy nghĩ và để có thể ban qua. Cái đạo luật thứ nhất là đạo luật cấm trục xuất người mướn nhà, đuổi ra người mướn nhà. Cái đạo luật này là giống như ông Supervisor Cortez đã nói, là kể như là nếu như quý vị đã bị ảnh hưởng là người mướn nhà thì quý vị cần phải đưa chứng minh bằng chứng và nói với người chủ nhà là quý vị đã bị ảnh hưởng tại vì COVID-19. Cái đó là có thể là quý vị đã được bị giảm việc làm hoặc là giảm cái thời gian mà có thể đi làm. Nên cái của đạo luật của thành phố thì cũng tựa như cái đạo luật của quận hạt Santa Clara. And so with the City of San Jose's eviction moratorium, it's very similar to Santa Clara's County's eviction moratorium in the manner that if you are impacted by COVID-19 as a tenant, you do need to demonstrate some evidence that you've been impacted. We do encourage you to notify your landlords as soon as possible. We've been getting some information that a lot of Home, it's one of the restaurants downtown San Jose, they've been impacted. One of the tenants reached out and she said she needed help because she's been laid off. And so if you have been impacted, you're covered by the eviction moratorium. It has been extended until May 31st, and so it will align with the county's eviction moratorium. Okay, next slide. All right, so the next issue is going to be the moratorium on rent increases. It was going to be considered today, but they will be deferred until next Tuesday for consideration. What the moratorium on rent increases would do is that it would impact all rent-controlled apartments, meaning apartments that are built before 1979, and also mobile homes in the City of San Jose. So what this means is that you're still responsible for paying rent if the city is proposing that from its effective date, so either in April or May, that your rent increases would be paused up until the end of December. And so City Council will be considering this action item next Tuesday to determine whether or not this will impact the 38,000 units that are our rent-controlled apartments in San Jose, and over 10,000 spaces of mobile homes. Thứ ba tuần tới thì thành phố San Jose sẽ suy nghĩ về một cái đạo luật mới. Cái đạo luật này là sẽ cấm tăng tiền nhà cho những người chung ở chung cư có trước 1979
hoặc là ở những cái mobile home ở thành phố San Jose. Đạo luật này sẽ cấm tăng tiền nhà có thể là từ tháng 5 cho tới cuối tháng 12. Đạo luật này kể như là quý vị vẫn phải trả tiền nhà, nhưng mà tiền tăng tiền nhà, ví dụ là 50 đồng, sẽ bị cấm trong cái thời gian này để giúp đỡ những người mướn nhà đã bị ảnh hưởng tại vì COVID-19. Dạ vâng, Quỳnh rất là cảm ơn cô Vivian Nguyễn. Thế thì bây giờ kính mời vị panelist kế tiếp. Next slide. Đây, sau đây là tất cả ba cơ quan mà có rất nhiều những dịch vụ pháp lý để giúp đỡ cho cộng đồng. Quỳnh mong là quý vị hãy lắng nghe để mà sau này mình biết nơi đâu, ở đâu mà đi kêu ai để mà giúp đỡ cho mình quý vị nha. Dạ, đầu tiên Quỳnh xin mời anh Kenneth Tahada từ cơ quan Asian Law Alliance, tức là Hội Luật gia Á Châu. Kenneth. Good evening, I am Kenneth Tahada, I'm a staff attorney at Asian Law Alliance, and I'm happy to be here. So my organization does work in immigration, domestic violence, public benefits, and my division, housing. We offer services to any low-income residents in Santa Clara County, regardless of race or ethnicity. At this time, if you call into our office, you'll leave a message and we'll get back to you since the office itself is closed. But if you have any issues in any of the items listed here, give us a call. It may take us. We may not be able to get back to you till later that day, but we will try to get back to everybody. Thank you, Kenneth. Next slide. Does Kenneth have a next slide? Yay! Where to reach you? Yeah. So this is our office number, and that is our normal intake hours. While the shelter in place order is in effect, if you call in our number, you'll leave a message and we will try to get back to you as soon as we can. We do have separate lines for Spanish and Chinese. I don't think we have a Vietnamese line because the person monitoring the call speaks Vietnamese, but call in, leave a message, and then we'll get back. Dạ vâng, xin quý vị gọi vào cái số này theo những giờ đã ghi trên đây để mà tìm sự giúp đỡ. Thank you, Kenneth. Next one, please, Lara Verwer. Sorry, Lara. No, you got it right. You're doing a good job. Hi, everyone. Yes, my name is Lara Verwer, and I'm a staff attorney at Bay Area Legal Aid in our Santa Clara County Regional Office. So Bay Area Legal Aid, we provide free legal services to low-income residents, including legal advice and counsel, and also representation. The practice areas in Santa Clara County include housing preservation and homeless prevention. I'm a part of that unit, so I help with landlord-tenant matters, eviction defense, fair housing issues, regarding housing discrimination, and also subsidized housing issues, any issues with Section 8 vouchers or low-income housing tax credit or any other types of subsidized housing. We also have a domestic violence and sexual assault prevention unit that helps with family law matters and restraining orders. We have public benefits as well as consumer. And we also do some immigration as it relates to domestic violence and human trafficking. And we have a health consumer center that helps with access to healthcare, any issues with insurance or public health insurance programs. Thank you, Lara. Let me try to translate some of that. Dạ thưa quý vị, Quỳnh xin được nói vắn tắt những dịch vụ mà do cơ quan Bay Area Legal Aid cung cấp. Thứ nhất là về housing. Có nhiều thứ lắm quý vị ơi, nếu mà quý vị cần thì cứ gọi. Nhưng mà điều mà Quỳnh nhớ nhất là ở đây là họ có giúp vấn đề Section 8 housing.
là cái dịch vụ mà người Việt Nam mình rất là cần. Về di trú thì họ giúp cho những người mà bị nạn nhân của bạo hành, mà thí dụ như chồng cưới mang qua đây mà rồi bạo hành và hành hạ người vợ, thì người vợ có quyền đi tìm sự giúp đỡ, và sau đó là cơ quan này sẽ giúp cho người vợ không có còn phải tùy thuộc vào người chồng nữa trong cái việc mà xin giấy tờ, xin thẻ xanh quý vị nhé. Và sau đó là ở đây họ cũng giúp cho vấn đề bảo hiểm y tế, vấn đề sức khỏe, rồi vấn đề là họ đại diện cho những người mà nạn nhân của bạo hành và low income đó, để đi ra tòa, ly dị vân vân và xin lệnh cách ly. Rồi họ cũng giúp cho những cái vấn đề liên quan tới sự giúp đỡ, những cái phúc lợi trong cuộc sống. That's it for now. Next slide for Lara. Here's how to access our services. So we have a legal advice line. The phone number is right here. It's for all of our practice areas. They're open Monday through Thursday from 9:30 a.m. to 3 p.m. and Tuesdays and Wednesdays from 9:30 a.m. to 1 p.m. It's best, since we do have a lot of callers, to call first thing in the morning. If you're unable to reach an attorney, you can leave a phone number and they will give you a call back. They will go through the intake questions and see whether you're eligible for our services. Even if you're not eligible, then we can provide referrals to other organizations. And also our Health Consumer Center number, they're open Monday through Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Something about our Health Consumer Center is that there's no income limit. Generally, for all of our other practice areas, we are generally limited to serving those who are at or below 200% of the federal poverty line, but there's no income limit for our Health Consumer Center. Dạ vâng, thưa quý vị, cái số trên là dành cho nếu quý vị có nhu cầu cần sự giúp đỡ về vấn đề pháp lý, và số ở dưới 1855 đó là nếu quý vị có cần sự giúp đỡ cho về những gì liên quan đến sức khỏe của quý vị, và đặc biệt là trong những cái chương trình mà nói về sức khỏe đó, thì quý vị không có cần phải lo là low income hay là không low income, ai cần cũng có thể được trợ giúp. Thank you. Next one, I'm going to introduce, I would like to ask Mr. Michael Trujillo from the Law Foundation to please introduce the services at your agency, and it looks like a lot. Michael? Yeah, thank you. And thanks for putting this together and hosting us tonight. It's a pleasure to be connecting with ICANN and your members. So the Law Foundation, we serve underrepresented individuals and families through legal services, strategic advocacy, and outreach in three program areas. And those are housing, health, and children and youth. And there's a lot of text on this slide, so I don't want to overwhelm anybody. I think those three program areas are the main things to remember. If you have any legal issues related to housing, health, or children or youth, give us a call. Our services are open to anyone who is low income and a resident of Santa Clara County. Low income just means that you make 80% or less than the area median income, the average income for the area. Oh, Gwen, I think you might be muted. Sorry. Dạ thưa quý vị, thì coi như cơ quan này là có ba chương trình chính. Thứ nhất là về housing, thứ hai là về sức khỏe, và thứ ba là về tuổi trẻ và trẻ em. Thì sau này mình có thời gian mình sẽ đọc thêm về những chi tiết của những chương trình này. Thì hôm nay Quyên chỉ xin giới thiệu sơ qua như vậy. Và cái slide thứ hai, the next one, next slide is where you can call the Law Foundation. Đây là những giờ giấc và những số mà quý vị có thể gọi để tìm sự giúp đỡ từ cơ quan Law Foundation. Nếu quý vị nào muốn thì sau này có thể gọi cho ICANN, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những cái trang slide này để quý vị, còn không quý vị lấy liền cái phone, chụp hình liền cái slide này thì quý vị có sẵn luôn. Is that all, Michael, you want to say roughly? Then we go to the video. Just on the intake lines, our intake lines are open and still staffed, so if you call during these hours, somebody will answer your call, and we have operators answering calls, answering questions in Vietnamese as well.
I want to let everyone know that resource is there. Lara, did you want to say something, Lara, about the interest list? Yes, I see there's a question regarding Section 8 vouchers and the waiting list. So the waiting list has been closed for Section 8 for quite some time, but Housing Authority will be moving to an interest list in the future. That means that someone can sign up to be on the interest list and possibly that month, as like a lottery system, be pulled and get selected to have a voucher. They're not moving to this yet, but they're doing this for both housing choice vouchers and also for project-based Section 8 units. Dạ vâng, thưa quý vị, như cô Lara vừa trình bày đó là chúng ta đã biết là cái housing Section 8 của housing là đóng cửa từ lâu rồi, nhưng mà họ sắp sửa có thể là mở lại, và khi họ mở lại thì họ sẽ làm theo một kiểu mới, tức là mọi người ai muốn xin thì ghi danh vô xong rồi rút thăm, coi như là trúng số thì sẽ nhận được cái housing đó. Và quý nghĩ là cho tìm hiểu thêm chi tiết thì sau này đi. Hôm nay nó nằm mà mình có thể, Quyên sẽ có thể mời cô Lara trở lại một lần khác. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta, hay là một lát quý vị hỏi thăm về chi tiết của những cái câu hỏi này cũng được. Ok nha. Thế thì bây giờ, Michael, are you done? Can we move to the video that you guys have, you know, created such an awesome video? Yes, thank you. Ok. Dạ thưa quý vị, thì bây giờ phần chót của chương trình cập nhật thì Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi cái video clip của cô Mandy từ cơ quan Law Foundation sẽ cắt nghĩa và nhắc lại cho chúng ta nghe là cái lệnh cấm đuổi nhà đó là nó thật sự nó là cái gì và áp dụng như thế nào. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin chào mọi người. Vâng, rất quan trọng là mọi người biết về các biện pháp bảo vệ mới. Lệnh cấm trục xuất này sẽ rất hữu ích nếu mọi người biết về nó và hiểu nó hoạt động như thế nào. Sau đây là một số những ý chính về lệnh cấm như sau. Thứ nhất, sắc lệnh này áp dụng cho mọi người thuê nhà và người thuê doanh nghiệp nhỏ tại quận hạt Santa Clara. Điều này bao gồm tất cả các thành phố trên toàn quận hạt Santa Clara. Doanh nghiệp nhỏ được định nghĩa theo phân loại của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ liên bang, các doanh nghiệp theo ngành. Chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào người thuê nhà trong bài thuyết trình này. Thứ hai, để được bảo vệ, người thuê nhà phải cung cấp giấy tờ tài liệu về thu nhập bị mất hoặc chi phí y tế tự chi trả liên quan đến các trường hợp khẩn cấp của đại dịch COVID-19 cho chủ nhà của họ. Chúng ta sẽ nói về những giấy tờ tài liệu này có ý nghĩa gì trong phần tiếp theo. Thứ ba, lệnh cấm trục xuất chỉ áp dụng cho việc không trả tiền thuê nhà và những vụ trục xuất không có lỗi từ người thuê đối với những người thuê nhà đã và đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các vụ trục xuất không có lỗi từ người thuê nhà bao gồm là những vụ trục xuất đang được thực hiện mà không có lý do hoặc là liên quan đến những lý do không có ảnh hưởng, không đến từ những vi phạm của người thuê nhà như là muốn sửa sang lại hoặc đang muốn tái phát triển tòa nhà. Thứ tư, người thuê vẫn phải trả tiền thuê nhà nếu có thể. Sau tình trạng khẩn cấp qua đi, mình gọi là stay of emergency đó. Luật pháp hiện hành cho biết những người thuê nhà sẽ có 120 ngày để trả bất kỳ khoản tiền nào mà mình vẫn còn thiếu trong khi cái tình trạng khẩn cấp diễn ra. Thứ năm, chủ nhà không thể tính phí trễ cho khoản tiền thuê thiếu mà quý vị không thể trả trong thời gian này. Thứ sáu, bất kỳ chủ nhà nào muốn đuổi quý vị đi trong khi cái trường hợp khẩn cấp diễn ra, stay emergency vẫn đang diễn ra đó, thì họ cần phải thông báo cho người thuê nhà về các quyền của họ bắt buộc theo lệnh cấm và các nguồn hỗ trợ về mặt tài chính cho thuê. Việc trục xuất không thể tiếp tục nếu như người thuê nhà cung cấp cho chủ nhà những tài liệu chứng minh rằng họ đang bị ảnh hưởng về việc mất thu nhập hoặc phải có những cái chi phí y tế tự chi trả bởi đại dịch COVID-19. Thì nếu quý vị có câu hỏi là lệnh cấm này sẽ được kéo dài trong bao lâu? Hiện nay lệnh cấm tạm thời vẫn sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Nhưng nó có thể sẽ được gia hạn nếu như thống đốc và quận gia hạn tình trạng khẩn cấp của tiểu bang hoặc là của quận. Như thế nào thì được tính là mất thu nhập hoặc chi phí y tế tự trả. Việc mất thu nhập bao gồm mất việc, mất thời gian làm việc
hoặc mất khách hàng nếu như quý vị là chủ doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc phải làm việc ít hơn khi quý vị phải chăm sóc những người thân bị bệnh, hoặc là con của quý vị khi mà trường học của con quý vị bị đóng cửa. Quý vị cũng sẽ được bảo vệ theo sắc lệnh nếu như quý vị có thể chứng minh rằng quý vị đã tự chi trả những chi phí y tế đáng kể liên quan đến đại dịch COVID-19. Dù bằng cách nào, quý vị cũng sẽ cần cung cấp những giấy tờ tài liệu cho thấy việc bị mất thu nhập hoặc những chi phí y tế tự trả do đại dịch COVID-19. Quý vị nên xuất trình những giấy tờ tài liệu này cho chủ nhà của quý vị trước khi tiền nhà của quý vị đáo hạn. Một số ví dụ về giấy tờ được chấp nhận bao gồm những giấy tờ tài liệu cho thấy quý vị mất việc, như là thư của chủ chỗ làm quý vị, hoặc là những đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Một số tài liệu cho thấy rằng chỗ làm chủ quý vị bị đóng cửa doanh nghiệp cũng sẽ được tính. Quý vị có thể thể hiện số giờ làm việc bị cắt giảm bằng cách xuất trình những cái time card hoặc là phiếu thanh toán lương check so với cái phần lương check của những tháng trước, việc hủy hoặc giảm đơn đặt hàng yêu cầu dịch vụ. Cuối cùng, quý vị cũng có thể dễ dàng cho thấy những cái giấy tờ tài liệu rằng trường học của con quý vị đang bị đóng cửa. Quý vị có thể gửi tài liệu này qua email hoặc tin nhắn nếu cần thiết. Liên lạc với tổ chức luật Law Foundation của chúng tôi tại số 408-280-2424 nếu quý vị có thắc mắc về những tài liệu nào mà quý vị cần phải cung cấp cho chủ nhà. Nếu quý vị có thắc mắc là tôi có vẫn còn nợ cái phần tiền thuê còn thiếu sau khi lệnh cấm qua đi hay không, thì câu trả lời là có, quý vị sẽ như thế. Khi lệnh cấm trục xuất kết thúc, quý vị sẽ có 120 ngày để hoàn trả lại cái phần tiền thuê còn thiếu trong cái thời gian tạm ngừng của lệnh cấm. Đây là một lý do mà quý vị nên vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà càng nhiều càng tốt nếu quý vị có khả năng. Bởi vì quý vị không muốn là sau khi lệnh cấm qua đi, quý vị sẽ có một khoản nợ khổng lồ mà quý vị không thể nào tự chi trả. Hãy nhớ rằng chủ nhà của quý vị không thể tính chi phí trễ dành cho, hay mình còn gọi là late fee đó, dành cho bất kỳ cái khoản tiền thuê còn thiếu nào của quý vị mà quý vị còn thiếu trong cái thời gian tạm ngừng của lệnh cấm. Sau đây là những câu hỏi thường gặp dành cho lệnh cấm trục xuất này. Nếu quý vị có thắc mắc là có những trường hợp trục xuất được tính là hợp pháp ngay cả khi quý vị đã cho thấy sự khó khăn từ tài chính gây ra bởi đại dịch COVID-19 hay không? Thì câu trả lời là có. Lệnh cấm trục xuất này chỉ bảo vệ chống lại các vụ trục xuất liên quan đến những cái khoản tiền thuê nhà chưa được chi trả khi mà quý vị đang bị mất thu nhập do cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Và những trục xuất không có vi phạm từ người thuê nhà, những người mà đã và đang bị chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chủ nhà của quý vị vẫn có thể sẽ cung cấp cho quý vị một giấy thông báo trục xuất vì những lý do khác. Chẳng hạn như nếu quý vị gây ra phiền toái quấy nhiễu hoặc làm hư hỏng tài sản nặng nề. Nếu quý vị nhận được giấy thông báo trục xuất như thế, xin vui lòng liên hệ ngay với tổ chức luật Law Foundation của chúng tôi tại số 408-280-2424 để nhận được những cái tư vấn pháp lý cần thiết. Người thuê nhà có nên trả tiền thuê nhà nếu như họ có thể trong khi lệnh cấm có hiệu lực hay không? Thì câu trả lời là có, chắc chắn rồi. Các lệnh cấm trục xuất chỉ ngăn chủ nhà của quý vị đủ quý vị trong khi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng vẫn đang tiếp diễn. Lệnh cấm này không miễn trừ hoặc bài bỏ bất kỳ khoản thanh toán tiền thuê nào mà quý vị còn thiếu hoặc ngăn quý vị khỏi việc trả tiền thuê nhà. Điều đó có nghĩa là trong khi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng diễn ra thì chủ nhà của quý vị không thể đuổi quý vị ra, không thể đuổi quý vị đi vì quý vị không có khả năng chi trả tiền thuê nhà. Nếu quý vị có khả năng trả tiền thuê nhà thì văn phòng xin khuyến khích quý vị nên trả nó, ngay cả khi đó chỉ là một phần của cái tổng số tiền thuê nhà.
hãy chắc chắn rằng quý vị có ghi lại số tiền thuê mà quý vị đã trả, ví dụ như là quý vị có ghi nhận biên lai, chụp ảnh hoặc là ghi lại xác nhận trên một số văn bản. Nếu mà một ai đó không thể trả tiền thuê nhà thì thế nào? Câu trả lời là nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà, quý vị nên cung cấp ngay giấy tờ tài liệu cho chủ nhà như được thảo luận ở phần trước đó, để cho thấy rằng thu nhập của quý vị đang bị ảnh hưởng. Vì thế quý vị sẽ được bảo vệ khỏi việc bị trục xuất. Xong rồi. Is that all right, Michael? That's the end of the video? That's all. Yeah. Xin rất là cảm, thank you so much. That was an awesome video. Now we're moving into the Q&A section. And this is the part where you come in, you, the audience, you come in. Please chime in with all your questions, okay? So far, I have a few questions. But I would like to run it in this order. Number one, I have a question regarding policy. So I'm going to address this to Supervisor Dave Cortese. Dạ vâng, xin quý vị, chúng ta đã đến phần hỏi đáp. Xin quý vị gửi những câu hỏi của mình vào để chúng tôi sẽ hỏi những vị thuyết trình viên ở đây. Đầu tiên là Quyên sẽ có cái câu hỏi thứ nhất là vấn đề policy dành cho ông Dave, giám sát viên Dave Cortese. Mr. Cortese, I own a home. I've been working hard all these years to build my American dream. Now I lost my job and cannot pay the mortgage. I'm afraid that my credit history will be impacted. I'm afraid that the bank will foreclose my house. Do you have any moratorium or policy to help people like me? Can you stop the bank? Can you give me some time so I don't have to pay the mortgages to the bank the way you are helping the renters to pay me? That way, you know, I can receive somewhat of a fair treatment and assistance from the government. Thưa ông Dave Cortese, tôi là một người chủ nhà. Tôi làm việc rất là cực khổ trong bao nhiêu năm qua để có được căn nhà mà hôm nay là chúng tôi bị mất job. Chúng tôi không có trả tiền nhà được, không có trả tiền mortgage được cho nhà băng. Thế thì các vị đã có nhã ý giúp đỡ cho những người mướn nhà. Thì những người chủ nhà như chúng tôi, quý vị có chương trình nào giúp đỡ cho chúng tôi hay không? Giúp cho quý vị có thể nói với nhà băng là cho chúng tôi khoan trả tiền khoảng 3-4 tháng được hay không? Như là quý vị đang giúp cho những người mướn nhà như vậy. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Cortese. Can you please answer that question? Well, I can answer part of it. It's a great question and it's a great great setup for the question. You know, lots of people in our county are in that position too. They're not renters. They're people who somehow, some way, work themselves into home ownership, and now they too, depending on what kind of industry they're in or what kind of work they have, find themselves vulnerable to really a financial situation that's degrading by the day. And you know, I think what I know is this: the county of Santa Clara has not, at this point, figured out a way to step in and use its emergency powers to actually stop the requirement of paying the mortgage, much like we have not said we're stopping the requirement of paying rent. We can stop the eviction process. I suppose the question, the equivalent corollary would be, can we stop the foreclosure process or put a moratorium on it? And I haven't seen the answer to that question yet. It's a fair question. I do know that the governor of the state of California, Gavin Newsom, has arranged mortgage relief through several large banks, but by no means does that cover the full gamut of mortgage lenders that are out there. And I don't want to pass the buck, Quinn, but I think the public interest attorneys here might know a little bit more than I do about what's possible in that regard. And they may know more about what the state has done thus far with some of the major banks. Thank you, Supervisor Cortese. Let me quickly translate. Dạ thưa, câu trả lời của ông Cortese là rất tiếc, quận hạt Santa Clara County vẫn chưa có được một chính sách nào rõ ràng để mà giúp cho những người chủ nhà như trong câu hỏi trên đây.
Ví dụ đối với những người thuê nhà, chúng tôi không có quyền miễn tiền thuê, chúng tôi chỉ có quyền là yêu cầu chờ, không có nghĩa là cho phép họ chờ trong mấy tháng, tại vì cái đại dịch này tới đây mình ai cũng bị ảnh hưởng hết. Thành ra đối với những người chủ nhà thì có thể là một cái câu hỏi mà chính xác hơn là county có thể cho một cái lệnh biểu cấm không được kéo nhà hay không, thì đó là chúng tôi hiện tại bây giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề đó. Đây là nói về thí dụ những người chủ nhà họ hỏi là nhà băng có thể chờ miễn, không phải là miễn mà cho chúng tôi chờ 3-4 tháng khoan trả tiền nhà hay không. Thank you for that question. Thưa cái câu hỏi thứ hai, the second question, I want to go back to the question earlier about that was sent in about Section 8 housing. And I'm sorry, Lara was trying to answer. So let me try to go back again, okay? The question is, I thought Section 8 vouchers have been closed. The wait list has been closed for over 10 years. No more Section 8. Chúng tôi tưởng đâu câu hỏi, đây là câu hỏi từ quý vị khán thính giả là chúng tôi tưởng là chương trình Section 8 vouchers là đóng cửa rồi, đóng cửa hơn 10 năm rồi. Thì xin cho biết là cơ quan của quý vị làm về Section 8 là làm cái gì? Lara? Yes, so that's true. The waitlist has been closed since about 2006. Once the waitlist is exhausted for vouchers, the Housing Authority will no longer do this waitlist type situation where they open up a waitlist. You know, thousands of people apply and then it takes years for them to go through the entire waitlist. So they're moving to a different model, and that model will be an interest-less model so that, for example, someone could sign up on the interest list and be selected to get a voucher that next month. It could take, you know, years as well, but there's at least a possibility that someone can actually get on the interest list rather than not even being able to get on a wait list since it has been closed. So they're doing that for both. They'll move to that again once the wait list is exhausted. So that date is not certain yet. But they will also move to that model for project-based Section 8, which means that units where the subsidy is actually tied to that unit or that apartment. So if a tenant lives in that unit, they get the benefit of having their rent be calculated based on their income. But once they move out of that unit, that subsidy doesn't follow them, unlike a housing choice voucher where a tenant can take that anywhere and rent from any landlord that will accept it. Thank you, Lara. Dạ thưa quý vị, Quân xin được thông dịch lại câu trả lời của cô luật sư Lara Verwer là đúng là Section 8, chương trình Section 8 housing đã Section 8 vouchers đã đóng cửa từ hơn 10 năm nay và họ đang cố gắng giải quyết cái waiting list cho xong. Một khi họ giải quyết xong rồi, có thể là trong thời gian gần tới đây có thể sẽ mở lại, và khi họ mở lại, họ sẽ không lấy tên. Họ không cho ghi danh theo cái kiểu mà ai tới trước thì được trước như vậy, mà họ sẽ cho theo cái kiểu là bỏ tên hết vô xong rồi tới lúc rút thăm thì họ rút thăm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong những cái khu nhà mà mới xây, mỗi một cái khu như vậy đó, quý vị để ý thấy mỗi khu nhà là khi người ta xây lên, nó sẽ có một vài cái unit, một vài cái nhà ở trong đó nó dành riêng cho những người có Section 8 vouchers. Và người nào tới ở cái nhà đó thì được dùng Section 8 vouchers. Nhưng nếu họ dời đi thì họ không có còn được cái Section 8 vouchers nữa. Coi như cái ưu tiên mà Section 8 vouchers nó ở với cái căn nhà đó. Đó là những cái hướng tới mà người ta sẽ giải quyết cái chương trình Section 8 vouchers. Và thưa câu hỏi thứ ba, Quyên xin được đọc lên từ các quý vị đã gửi vào. Câu hỏi thứ ba, cảm ơn ICANN đã giúp chúng tôi kết nối được với các cơ quan. Tôi xin có câu hỏi, gia đình tôi 4 người đang thuê phòng. Chúng tôi có một khoản nợ rất là to lớn trong việc chi trả chi phí nhà hàng tháng từ khi xảy ra đại dịch đến nay, tức là không có tiểu tiền phải mượn tiền.
Chúng tôi sẽ phải trả số nợ đó sau khi nước Mỹ mở cửa lại nền kinh tế vào đầu tháng 5. Tôi không chắc là công việc của tôi sẽ ổn định lại như trước kia, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục bị đè nặng bởi việc chi trả nợ cũ và nợ mới. Đây là tính luôn nợ nhà. Mặc dù vậy, tôi, người thuê nhà có khó khăn, thì chủ nhà của tôi cũng có khó khăn nếu tôi không trả cho tiền cho họ. Vì vậy, tôi mong các ông bà có biện pháp nào đó để giúp cho tôi và chủ nhà của tôi giảm bớt hoặc tạm ngưng chi phí thuê nhà. Tôi xin cảm ơn. This again reiterated the questions earlier. This is a family of four who rents a room in someone's house. They have been borrowing money because they lost their jobs. So they've been borrowing money to live. And they are afraid that by the time we reopen the economy, that they may not have the jobs back right away. So it's impossible for them to pay back the debt, the rent that they owe. So at the same time, they realize that if they don't pay the landlord is also hurting. So the question to the policymakers is, please find a way to help us both, us renters and the landlords, to lessen the burden of you know, this economic impact that just came down on us, especially through the rent. Thank you. So that would be Supervisor Cortese's again. Well, it's a difficult dilemma, and again, I'll defer to the active, you know, public interest attorneys on the line to talk about what might be possible in that regard, Quinn, if you want to let them finish up with the response. But it really, what you just illustrated is this very difficult balance that I don't think we've seen before, trying to balance policy interests with these life and death issues. As a fundamental premise, the quickest and easiest thing we could do economically is to open jobs back up and give those folks back their jobs, right? Whether it's the landlord or the tenant that's renting the room, the four people are renting the room, the quickest remedy and the quickest thing to scale would be, without government subsidies, to just get them back working again. Meaning, if you open up their jobs, presumably a lot of that would bounce back right now. The dilemma with that is, and we're seeing it every day, is that as soon as we open up, as soon as we start allowing people to work in close proximity, or even to live in close proximity, like you see in congregate care facilities, senior care facilities, all of a sudden, we become extremely high propensity for clusters of the infection, and then obviously a percentage of them will lose their lives. So, you know, this is the dilemma that everybody's trying to live with now is, you know, what is the highest value that you're trying to protect? The economic interest of the individuals, or their life and death interest? Is it good to give four people who are living in close proximity in a room their non-essential work back? They go to work, they start working in clusters, they come back, infect each other, and of course a significant percentage, about 10% of the people who are infected, are ending up in ICUs or worse. So until we are able to deal, as I understand it, until we're able to deal with testing and screening and serology testing and contact tracing and things where we can disrupt that chain of infection from a health standpoint, we're stuck in this economic situation. Now, can we do more? Let me just say this. The county started this year with an $8 billion budget. This calendar year, they're already seeking $500 million in cuts to the county budget after only 5 weeks of COVID. So if we tried to subsidize at the county level every individual's rent or every individual's mortgage in the county, obviously it would finish taking the entire county government down into its own bankruptcy.
So we have, when I said earlier that we have a very serious degradation of our economic situation right now, I think you just, again, illustrated it with that example. But I'd love to hear, because I need ideas, I need good policy, I'd love to hear from the public interest attorneys what they think we might be able to do as some temporary measures to mitigate these problems. Thank you, Supervisor Cortese. It is, it's basically a lot of headaches, and I don't envy your job. Let me just put it that way. So we are very grateful for your leadership and the leadership of the entire Board of Supervisors for keeping us healthy. You know, for a county of 2 million people. And we are doing a bang up job protecting our health. I am so grateful. Thank you. I have some. Yeah. Oh, xin lỗi để trả lời câu hỏi của ông Dave Cortese. Nói chung là ông Cortese rất là thông cảm những cái vấn đề, những cái vấn nạn, những cái thử thách mà cộng đồng chúng ta, cư dân chúng ta là đang gặp phải. Tuy nhiên, mình cũng chưa biết phải làm như thế nào, tại vì hiện bây giờ đó là mình cái cách dễ nhất là cho mọi người đi làm lại như bình thường như trước đây. Nhưng mà khi mà mình đi làm lại như vậy thì cái sức khỏe của mình nó sẽ bị đe dọa. Thế thì mọi người nghĩ là mình đặt cái ưu tiên ở đâu? Đặt ưu tiên ở sức khỏe hay là đặt ưu tiên ở cái việc làm của mình? Cho nên đây là một vấn đề mà county, các giám sát viên của county rất là đau đầu và đang cố gắng để tìm cách giải quyết. Nếu mà quý vị nào có những cái ý kiến hay, ý kiến nào xin quý vị gửi về cho county. Thành ra county, nếu Quyên nghe không lầm thì county bắt đầu cái ngân khoản, cái tài khoá này là 8 tỷ mà bây giờ chưa gì hết, là sai gần phân nửa. Supervisor Cortese, did I understand you correctly that you said the county started with a budget of 8 billion and have already spent 4 so far, half of it? No, I didn't say that. I said, okay. I said that we are in the middle of a fiscal year, as you know, because you deal with county budgets sometimes. Right. We're in April, our fiscal year ends June 30th, and we start a new fiscal year July 1st. Right. We will have spent $8 billion when we get to June 30th. That was our budget this year. Mm. New budget starting July 1st. Just after 5 weeks of shelter in place, we already know that we have to cut $500 million out of the budget July 1st. So we're already sort of going off of that. We're already being impacted by this economy, you know, that's going off the cliff. And I say that not to create more anxiety, because we're all struggling with anxiety. And by the way, who's keeping us safe right now are the 2 million people, all of you. Every time somebody distances, every time somebody avoids somebody else by saving, every time somebody follows the rules, it's likely that they're saving a life. And if you don't believe that, just look at New York or Italy or places where they started this process much later than us. So you're all saving lives. We're all saving lives. Landlords are saving lives. Tenants are saving lives just by their behavior. Right. The bigger problem we're going to have now is, you know, that we have to hope and plan that the virus starts to dissipate, that the medical community catches up with it soon enough for us to not only prop back up the economy, but to prop back up the revenue of county government. Sometimes I think people think, well, maybe the county bureaucrats don't care if the economy tanks or if people can't pay their rent. Not only do they care from a humanitarian standpoint, we care, I care, but our revenue is going off the cliff as well. So we would like this to stop yesterday. You know, we would like our tax revenue to be the same as it always was. So nobody's exempt from the impact here. Nobody, not even local government.
Okay, well, thank you so, so much. And I would like to ask Mr. Trujillo to chime in with his thoughts about this question. Yeah, I wanted to share also, and Supervisor Cortese mentioned that many private banks are offering mortgage forbearance right now. And I think people should also know that anyone who has a federally backed mortgage, so that's a federally insured mortgage or guaranteed mortgage, has access right now to at least 180 days of mortgage forbearance. And that has to be, you know, you do have to contact your lender and ask for that, but that has to be granted if you ask for it. And it can actually even be extended up another 180 days beyond that if you need it. So if you do have a federally backed mortgage, which can be difficult to tell, you'll need to look at your loan documents, potentially call your servicer and figure out if it's federally backed. But if you do have one of those mortgages, then, you know, right now you, through action by the federal government, have access to potentially up to a year of mortgage forbearance, which means you don't have to make those payments for a year. The other thing I'll point out is that there is still you know, an opportunity for local governments to do more in this crisis, and you know, we really welcome the opportunity to work with Supervisor Cortese if he's you know, willing to take it up, but Richmond City Council, you know, just north of us from the South Bay, is tonight considering a measure to suspend all rent and mortgage payments for a period during the crisis. So, you know, if Santa Clara County is interested in seeing what they can do along those lines, you know, we're here to be a resource and happy to help with that. Michael, what city did you said are considering the suspension? Richmond. Richmond? Yep. Richmond in the East Bay. In the East Bay. Okay. Dạ vâng, để Quyên khó mà thông dịch lại hết những điều anh luật sư Michael Trujillo mới nói. Nhưng mà nói chung là anh nói là có một cái loại mortgage nào đó mà có thể là xin được forbearance. Michael, forbearance means delay, not erase, right? Not suspending. Right. Okay. Có một cái loại mortgage nào đó mà có thể là nhà băng sẽ cho mình sẽ hoãn lại cho mình 180 ngày, tức là 6 tháng. Nhưng mà Phương không có rõ lắm, mà bây giờ chúng ta cũng khó mà đi sâu vô đó. Cho nên xin quý vị sau này có nếu có những muốn có thêm câu hỏi về vấn đề đó thì xin gọi cho anh Michael Trujillo. Nhưng mà sau đó anh Michael có nói là thành phố Richmond ở East Bay đó, tối nay thì hiện đang bàn thảo để xem xét thử coi có nên thông qua cái luật gọi là rent suspension, tức là miễn tiền nhà, không có lấy tiền nhà trong mấy tháng. The city of Richmond and who else, Michael? Just the city of Richmond? The city of Richmond is considering it. The rent suspension? Yeah. Yep, the city of Richmond. There's also been a bill introduced in Congress at federal level as well now. Okay. So và đang có một số người đang muốn đẩy cái ý tưởng đó lên tới hạ viện của liên bang. Thì đây là dịp chúng ta, quý vị thấy không, đây là những ý tưởng từ dưới này đưa lên, từ dưới người dân đưa lên, và chúng ta phải thực thi cái gọi là cái quyền dân chủ của mình, cái quyền cư dân, cái quyền gì đó là quốc tịch, là công dân Mỹ của mình. Thành ra xin quý vị, rất cảm ơn quý vị đã đến tham dự những chương trình như thế này. Bây giờ chúng ta có một câu hỏi kế tiếp, new question for Mr. Dave Cortese or Miss Vivian. Would the city or the county create a policy that has a loan with a certain time to pay back for some situation like this? This is from Vivo. Thank you. Thank you, Vivo. Dạ thưa, đây là một câu hỏi từ cơ quan Vivo cho county và city, là county và city có thể là tạo ra một cái chính sách mà cho phép là mình có thể mượn tiền để mà mình rồi từ từ mình trả lại sao, để cho trả lại cái số tiền nợ mà khổng lồ mà cái thời gian tránh dịch như mình đang nói đó.
Vivian or Mr. Cortese, or if you know Kenneth and Lara and Michael, if you have any thoughts on it, please chime in, okay? Quinn, let me just say before they chime in that we're open to considering any kind of public policy model where we can bring relief, and help people be in a more sustainable position economically. What we can do at scale in a county our size, obviously we'd have to look at that, the budget impact on our county. You know, for us to guarantee loans or make loans, certainly we have some capacity to do that. So it's an idea worth looking at. And then also looking at how many people can we actually help. I put a memo, what we call a referral, to the board a few months ago, supporting the idea of public banking and the county endorsing the legislation that eventually got signed into law that allows public banking. There's some complications for us to do that, but I'd rather pursue it in these kind of times than not look at it at all. But again, we could certainly, we've used help from these very organizations in the past to help us write law. We've used Santa Clara University's law clinic to help us write great law, on wage theft and some other issues. So we're very open to the collaboration of of the law clinics and the public interest organizations here in the county to help us, figure out how to extend relief. When you're on mute. I could never get used to this. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ đó là ông David Cortese nói là hiện tại bây giờ ban giám sát của quận Hà sẵn sàng nghe những cái lời đề nghị, những cái ý kiến mới để xem thử cái việc nào có thể thực hiện được để mà giúp cho cư dân của quận Hà. Thì nếu mà muốn làm một cái policy để đưa ra một cái cho thí dụ như mình cho cư dân có thể mượn tiền nợ, mượn loan, mượn một số nợ nào đó rồi từ từ trả lại, thì nó cũng phải có nhiều vấn đề cần phải suy xét, cần phải quyết định, chứ không phải là muốn là làm liền được. Và ông Dave Cortese nói về cái ý tưởng là public banking, Quyên không có rành cái chuyện đó lắm cho nên không có giải quyết, không có thể thông dịch rõ ràng được, xin quý vị thứ lỗi. Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn có khoảng 15 phút nữa cho nên xin phép là Quyên sẽ đọc cái câu hỏi kế tiếp để mà cho các vị luật sư có thể trả lời. I have a new question. If none of the lawyers want to respond to Mr. Cortese or Vivian, you want to take this question again? Otherwise, I'm going to go to the next question. Sure. So the city of San Jose has just an eviction, a potential moratorium on rent increases. And so while that may not directly help residents pay their rent, at least it'll help alleviate some of that compounding outstanding rent by not allowing future rent increases for apartments and for mobile homes in San Jose that's subject to rent control. So, Trong thành phố San Jose tuần tới thì nghị viên của thành phố San Jose sẽ suy nghĩ về một cái đạo luật để ban qua về để giúp đỡ những người mướn nhà ở chung cư và mobile home mà có rent control, kể như là giới hạn tăng tiền nhà ở thành phố, và cấm sự tăng tiền nhà cho tới tháng 12 để ít nhất giúp đỡ được những người mướn nhà. Okay, thank you, Vivian. What about Lara, Kenneth, and Michael? Any more responses to this question? Oh, we'll take the next one. Okay, so the next question is rent suspension just the same as delay payments? Can city or county help to pay the rent? This is from the audience. What one of the three agencies like to take on this question? Kenneth, want to try start? You're still going to have to pay back the rent. And at this time, there are financial assistance programs. It's not something that my agency offers, but there is assistance to help you pay for the rent. But at this time, the moratorium is it ain't giving you more time to pay your rent back.
But the word rent suspension, is that, does that mean delay or cancel or don't own it? Ultimately, it means that it's saying that you'll have more time to pay it back. So it is, it doesn't take away the rent. It just gives you more time to pay it back. Okay. Dạ vâng. Thưa, dạ, thưa anh, ông luật sư Tejada nói là coi như là cái luật hiện hành đó là chỉ cho mình thêm thời gian chứ không có miễn cho mình cái số tiền thuê nhà phải trả. Mình vẫn phải trả như thường. Michael, you wanted to say something? Oh yeah, I just wanted to clarify. Kenneth is all absolutely right about people's obligation with rent, with regard to rent right now. San Jose did consider an item they called a rent suspension recently that would have been a cancellation of rent, saying that tenants do not have to pay that rent back. So the word suspension is kind of confusing in that sense, but Kenneth is absolutely right as to what tenants need to know right now, and folks should follow his advice. Dạ vâng, thưa quý vị, là mình vẫn phải trả tiền rent cho theo các luật hiện hành, mình vẫn phải trả tiền rent, mình chỉ có thể có thêm thời gian để mà để trả thôi. Any other questions from the audience? Please send in your questions. I have one more here. I am a tenant renting a room in someone's house. The one who rents the room to me is not even the owner. He subleases the room to me. He threatened to have me evicted because I don't have the money to pay rent. But I heard the county has this eviction moratorium. Do I get any help? Does the eviction moratorium apply in my case because I don't have any contract when I rented the room? So please clarify. So Santa Cruz County, the eviction moratorium does apply to lawful occupants, which includes tenants and subtenants. Generally, in eviction proceedings, while written lease agreements are helpful and useful to clearly know the terms of the agreement, oral agreements are still binding as well. So, okay. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, Quân thông dịch lại. Cái câu hỏi là tôi mướn phòng trong một căn nhà và cái người cho tôi mướn phòng cũng không phải là chủ nhà. Họ mướn từ chủ nhà xong họ cho tôi mướn lại. Và vì vậy chúng tôi không có một cái contract nào hết. Thì cái ông chủ nhà này đó là đòi đuổi tôi ra vì tôi không có đủ tiền để trả tiền thuê, trả tiền nhà. Thì như vậy thì những cái luật của city và county có giúp được chúng tôi hay không? Và khi mà chúng tôi không có cái contract, thì câu trả lời là có contract bằng giấy tờ hay là một sự một cái hợp đồng nói miệng với nhau cũng đều là coi như contract và người người mướn nhà vẫn sẽ được bảo vệ theo luật. Cho nên quý vị xin mời quý vị liên lạc, nếu có trường hợp này xin quý vị liên lạc với một trong ba cơ quan này. Another question, follow up questions from the audience. More time is how long for the eviction moratorium? Nói câu hỏi là từ khán giả là bao nhiêu cho thêm thời gian nghĩa là bao lâu? How much more time are we talking about to pay back the rent? So and I think this is where you'd want to see where what city you live in specifically, because some cities have different timelines. For Santa Clara County, it is 120 days, but I believe Sunnyvale has 180 days. I'm seeing Michael's nod, so that's great. Okay, dạ câu trả lời là tùy nơi mình ở. Toàn Santa Clara đó thì là 120 ngày. Mình có 120 ngày để mình trả lại cái số tiền nợ, tiền thuê nhà mà trong thời gian mà tránh dịch đó. Và nhưng mà thành phố Sunnyvale thì cho đến 180 ngày, tức là 6 tháng. Dạ vâng. Any more questions? I have one last one. If somebody gave it to me before we started. Dạ thưa, còn ai ở trong khán quý vị thính giả còn câu hỏi nữa không ạ? Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi. Okay.
Okay, last question. What does the process of kicking someone else during COVID-19 look like? Before, it used to be that the landlord has to go to give, has to give multiple notices, multiple reminders, go to court to get the warrant. Nowadays, what happened? How does it work? Dạ thưa, câu hỏi đặt ra là trong thời buổi mà đại dịch như bây giờ đó, thì mình muốn đuổi một người ra đó, mình phải làm gì? Trước đây đó là khi mà người về thuê nhà không trả tiền thuê nhà đầy đủ thì người chủ cũng phải cho thông báo mấy lần, rồi mình phải đi ra tòa để mà lấy cái trác tòa thì mới có cảnh sát tới nhà mời mấy người kia ra được. Thế thì trong thời buổi bây giờ, cái chuyện mà phải đuổi một người ra thì nó sẽ được tiến hành như thế nào? So the process is still the same, and I just want to make it clear because we have been seeing an uptick in what's called self-help evictions, where landlords either lock tenants out or landlords shut the utilities off. Those are illegal, and a landlord cannot circumvent the process by taking matters into their own hands and engaging in those types of self-help evictions. So a landlord still needs to go to court. First, they need to serve a proper notice. Then they get to file a complaint for an eviction. They get the summons complaint. There's judicial council rules, which are delaying that for 90 days until the moratorium is, or until the state of emergency is lifted, or until the judicial council amends it. So there's a lot of different factors in play, but the landlord still needs to go through the entire process, and only a sheriff can conduct the eviction. Thank you, Lara. Dạ thưa quý vị, câu trả lời là như thế này. Muốn đuổi một người ra thì cũng vẫn phải theo những cái thủ tục như trước đây, tức là phải cho họ thông báo, phải cho họ cảnh báo, rồi đi ra tòa để mà xin trác tòa. Tuy nhiên, cô Lara nói là dần gần đây có một số nhiều người chủ nhà đó là họ tự động, họ đuổi người ta bằng cách thứ nhất là họ tắt điện, tắt nước, và thứ hai là họ thay chìa khóa, không cho mấy người này vô nhà. Thì những cái đó xin quý vị lưu ý là phạm luật. Nếu quý vị nào nằm ở trong cái trường hợp đó, xin quý vị lập tức tìm đến ba cơ quan này để mà nhờ sự giúp đỡ. Dạ, thì wait. Another question. 120 days after May 31st, right? That's the time that you get to pay back. Dạ đúng. Sau khi cái lệnh cấm đuổi nhà này là chấm dứt là ngày 31 tháng 5 thì quý vị có thêm 120 ngày từ sau đó để mà trả lại cái tiền nhà. Another question, how many people will be projected to have Section 8 in near future? When and for how long it will last? Clara? That's a tough question to answer. I don't have the exact numbers, but you know, there's thousands Section 8 program participants right now in Santa Clara County. Depending on the funding that they get from HUD, they might get additional vouchers. I know they recently were able to get 125 more mainstream vouchers, which are for non-elderly disabled persons. And they, I believe, are trying to build more affordable housing and more project-based Section 8 units. So hopefully that can get done quicker to address the affordable housing crisis that we have in our county. Yeah, okay, Lara, I couldn't translate what you just said. All I could say is, all I could get was you don't know the exact number, right? And something about 125, something for the non-elderly seniors. Non-elderly disabled persons, they just were awarded 125 more those mainstream vouchers. And they're building more project-based Section 8. Ok, dạ thưa quý vị, mình nói tóm tắt nha là không biết chừng nào câu trả lời chính xác cho, có không thể có cái chi tiết, câu trả lời chi tiết cho câu hỏi về Section 8 vouchers. Cổ nói cái gì mà có thêm 125 vouchers cho những người mainstream, tức là những người không phải già, không phải bệnh. Nhưng mà Quyên nghĩ là Quyên
trả lời những cái đó, thông dịch những cái đó nó hơi thiếu sót, thành ra chắc quý vị phải nghe lại cái câu trả lời bằng tiếng Anh. Ok, dạ đúng, 120 ngày, cái lệnh cấm đuổi nhà là 120 ngày từ sau khi cái lệnh hết hạn. Nếu bây giờ, lệnh bây giờ là đang mãn hạn ngày 31 tháng 5, nếu mà họ gia hạn thêm thì là sẽ là 120 ngày sau cái ngày gia hạn mới. Dạ, ok, dạ thưa Quyên, chúng ta còn 5 phút nữa thôi, chắc là mình cũng nên wrap up và cũng xin rất là cảm ơn tất cả những quý vị. Another question. Dạ, khi nào mà when the Section 8 lottery list will be publicly announced? Yes, dạ đúng. Thì khi nào mà Section 8 mà cái list mà lottery chúng đúc thăm đó mà bắt đầu thì họ sẽ thông báo cho tất cả cộng đồng. Ok, dạ vâng, thì bây giờ chúng ta đã sắp hết giờ, cũng xin rất là cảm ơn mọi người đã đến với chương trình và rất là cảm ơn ông Dave, giám sát viên Dave Fortizzi, cùng cô Vivian Nguyễn cũng như là các luật sư Lara, Kenneth và Michael Trujillo đã đến để mà chia sẻ và trả lời cho cộng đồng. Và đặc biệt cũng xin rất là cảm ơn cô Isabella Lương và anh Albert Tuấn Nguyễn là nhân viên của ICANN đã hết lòng ủng hộ về vấn đề kỹ thuật cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay được hoàn mỹ. Thank you so much, Supervisor Dave Fortizzi, for coming. Thank you, representatives from the Law Foundation, Asian Law Alliance, and Bay Area Legal Aid, as well as Vivian from the San Jose City Housing Department. Thank you for sharing important information with the community, and I hope that many of our community members, when they have questions, they will call you. Xin quý vị chụp hình cái hình đang ở trên cái screen ngay bây giờ. Đây là thông tin liên lạc cho các vị luật sư, cho cơ quan mà ba cái cơ quan này là nơi sẽ giúp cho quý vị. Cho nên xin quý vị rút máy chụp hình ra, rút máy cell phone ra chụp hình liền cái hình này để mà sau này biết người mà đi tìm sẽ giúp đỡ. Thank you Mr. Cortese, thank you everyone, thank you Vivian. Thank you all for coming, thank you. Thank you. Thank you.